心中的幻想就干脆给工作我都当你有业务用那一本的这些这样感受不平凡这大家对的脑海马主的内他们懂你的不安的马主的内不得不懂马没事你可以马主的脑海脑手行的不安的马ta đi đến thẳng của ngoại cai và mà chúng ta tu thẳng ngày hôm nay bà hãy nhận chị để vô cô để bà đang nói lời của ma quỷ đấy đi đến thẳng chúng ta phải ngồi để mà nghe theo bà đi là chúng ta mắc rồi anh chị em thân mến mùa chay là thời gian hết sức thuận tiện để người đi và có người sẽ đổi một sắc vì tội phu công cha chẳng đổi ra cái tình tội hãy về bắt quân vị và hãy sống đồng trong cái đức có cho đó và sau đó đi nhặt tất cả cái đống đó lại chắc vào cái con vị mà đã mặc lâu rồi đến gặp cha người đó bảo thưa cha dạy tôi một điều quá khó chỉ có Chúa mới làm được thôi con không thể làm được nè sau đó cho mình hỏi đúng chỉ có Chúa mới làm khi mà con đã bắt đầu chắc cái lúc đó là bảo cho con đạt được thế thì tiếng tốt của người con đã làm mất tiếng tốt của người ta thì không bao giờ phải làm khó lắm làm thiệt hại của người ta cháy nhà cháy cửa vân vân và vân vân thủ hại vật chất thì có thể lấy tiền bù đắp đền lại và nhớ sự trái pháp luật bằng sinh tội đổi không để không khỏi tội không để từ này phải để từ sau phương chi không nếu làm mất tính tốt của người ta thì phải để mà bây giờ để thế nào để có không thể để nổi không thể để nổi nhớ rằng cái lưỡi thì chị em thấy nó ngắn xuống nó chỉ độ khoảng 15 phân chỉ 15 phân thế nhưng nó rất quý mà nó lại rất ác một người làm bếp cho một vị quan ông cứ nói với người làm bếp đó là hôm nay ngươi làm cho ta một món ăn ngon nhất người đó ra chợ mua lưỡi phải làm một món ăn cũng ăn chân tuyệt vời hôm sau và hôm nay qua đã được cái món ăn ngươi làm ngon nhất đây ngươi là ra chợ và số tiền đó ngươi lại làm món ăn tồi nhất cho ta ông lại mua cái lưỡi về làm ông quan bảo tại sao ông quan bảo ngươi làm món ăn ngon nhất ngươi cũng mua lưỡi hôm nay bảo món ăn tồi nhất ngươi cũng mua cái lưỡi người nhớ nó là cái lưỡi đáng quý nhất và đáng ghét nhất đó cái lưỡi không xương nhiều đường đắt lên lưỡi có thể nói những lời hay đi đẹp để khuyên bảo người khác để
chết người. Một sân đình người ta đang yên hàng, một bộ đôi vợ chồng trẻ đang yêu nhau vô hoãn cho người ta. Cái điều mà người ta không có, giả dụ người ta có không được phân đâu, đây ta không quá vô hoãn thì sao? Tại gia đình người ta đáp thì sao? Phải đền, đền hết nhà. Cho nên trước hết đã nói với ai, đến nói với người đó, thứ nhất là xin lỗi với người mà mình thù hận, và không nói với những người ai thì nói với người đó, vì nó không có đâu. May mắn đây mới đây được mấy cái lông thì cắm lại thôi, trên khu vực trên khu vực trong khi chúng ta hiện giờ chúng ta có những cái tình trạng của chúng tích cực bạn đâu đâu chút bạn đâu đâu chút cho một cái miệng như đấy gặp đâu đâu đó này hiệu trưởng của ngành công đấy cứ nói vừa bán được có thành công chưa nó thảo rất cái lưỡi ra công không nói được nữa và nếu không công mình không công thì con cái mình công bởi vì cái khúc cái đất là ở người mạnh phúc đức của đất của người bố thì mà quyền vua giáo hoàng của mình ra thì cái phúc đức không còn nữa không còn nữa thì con cái không được hưởng vậy xin Chúa xin cái anh đây cũng trả lại cho sứ của chúng ta ngài há sự giữ trong lòng sứ chúng ta để cho một người chúng ta nói lời yêu thương ví dụ như thầy như con người nó không lâu không lễ người ta bỏ trên mạng ra từng xì xèo cái xì xèo lưỡi không sương nhung cái mắt anh mắt gì anh mắt gì nhìn người ta một cách nhìn miệng tươi cười nói ngủ khoa thì tốt nhưng mà nhìn người ta ai chịu môi cái chết người đó nhớ người ta không đi nhà thờ cái đấy mình chịu trách nhiệm liệu liệu mà sự cái mắt sự cái miệng người